Hello, chào bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chơi tôm Flame VS đây. Tôm Hello Duck. À, anh Gala này que rồi. Chơi búa đập vỡ đầu nó đi. Khỏi rồi. Ok. Khỏi bắt đầu chơi bóng bay à. Bơm bóng đi em. Rồi, anh Gala đã ngon. Là Ginger chứ. Nói tắm. Thỏ. Rồi chơi xúc sắc à? Xúc đi em. Đó. Cho lướt ván. Ok. Rồi, Ginger muốn đi hái nho. Mình sẽ vào hái nho với Ginger. À, nha. Hái nho luôn cùng in cơ. Đù. Đù. À, đù. Vẫn win. Wow, nổ pháo luôn. Ok nào. Chuyển sang bên này. Đó. Bắn này nó mới đúng kiểu. Vẫn còn 20 vàng để mua, không ai sợ. Oh yeah. Tôi có 20 vàng. Rồi. Rất là đều. Ok, hết sạch luôn. Rồi, mình sẽ không chơi nữa. Đó. Ginger hái tọi cái nho rồi. Xong đòi ăn này. Đây, sô-cô-la đây, ăn đi. Phê chưa? Tiếp miếng nào. Quay hết với nhau rồi. Đó. Rồi ra chơi bể bơi à? Cho bơi luôn. À, Ben này muốn chơi game. Cho vào máy chơi game cho chơi. Tôm bay. Thích chơi tôm bay à? Ôi, mất điện rồi. Khỏi chơi nữa. Hành đâu, Hành đang chơi lướt ván này. Cho ra chơi cùng. Rồi. Ginger đang bơm bóng bay à. Tôm đòi ăn. Yeah. Đang phê. Nào, lại ăn tiếp nào.
No rồi. Choáng chưa? Ok nha, mình sẽ chuyển sang top. Ok, đang vào game. Quên đi, đi ông vàng. Super tôm này đi. Let's go. Tăng tốc cho nó hoành tráng. Tung hết. Mình anh chấp hết. Lại nào. Tôm bị gần. Yeah. Chết mày nào. Chết mẹ nào. Đấm nó. Chết mẹ. Let me. Này lăn, tao đóng cái lăn nổ hết những cái vật cản này. Chướng ngại vật. Người tuyết rơi từ trên trời xuống à? Chết mẹ. Chết mẹ nào. Chết mày này. Chết nó thằng kia. Ngoài cây luôn à. Để gọi sự trực giúp. Ok nha, mình cũng kết thúc video đây. Xin chào các bạn.